Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ test cái con máy Kawasaki 14HP các bạn. Gió này gió trọng sĩ các bạn. Trọng sĩ BMX2. Hãng trọng sĩ mà anh in logo Yamaha các bạn. Anh này như anh yêu thích hãng Yamaha nha. Hãng vỏ không có liên quan gì tới xe máy chứ mà anh cũng in logo là Yamaha nữa. Đây, vỏ trọng sĩ BMX2 các bạn. Đó. Rồi, cái máy này cái máy nhỏ thì máy này nói chung về mình có hai con máy các bạn. Hai vỏ. Cái vỏ này vỏ ngắn mình đi đường ngắn, mình đi đường gần trong xốp nè. Còn cái vỏ này mình đi đường dài. Đường dài thì mình đi con máy này. Con máy này tại nó có hệ thống có giải nhiệt các bạn. Hệ thống giải nhiệt bằng nước. Nước nó chạy từng quàng cho máy các bạn. Đó. Cái chân vịt nó đẩy nước vô ống nước đó, nó chạy nó từng quàng cho máy. Nó từng quàng cho đi hệ thống lốc các bạn, đi vô lốc này hết. Nó vô hệ thống làm mát này trong cái nắp này bạn. Nó chạy vô đây xong cái đầu nó chuyển xuống đây. Đấy, ra đường này. Nó từng quàng trong máy một vòng ha, hết một vòng từng quàng trong cái này này là mát giải nhiệt bằng nước, để đi đường dài rất là ok ha. Rồi con máy này mình mua vào tháng 7 2013 các bạn. Đó. Mình còn in cái dấu đó ha. Là tháng 7 2013 là năm nay 20 rồi. 2020 thì mình xài được 7 năm các bạn. Nói chung gì là rất là bền. Con máy này mình thấy mình xài mình có ưng ý á. Chạy đường dài mà nó ít dầu nữa. Chạy bằng dầu các bạn nè, dầu rồi mình chưa lấy cái bình xuống các bạn, hiện tại là mình mới có hạ vỏ xuống nè. Máy này mình treo lủng lẳng nè nè, mình có cái hệ thống tời nè, mình cảo mà mình cảo xuống vậy, em cứ chạy xong là giờ mình cảo xuống ha. Nè cái chừng nào mình đi thì mình cảo, nói chung mình cảo nhẹ lắm, mình làm mình nên máy tự làm rồi. Rồi mình chuẩn bị mình hạ nó xuống rồi mình đảo trọng cho bạn xem nè. Đây nó có cái khóa đề các bạn, bấm qua cái là đề. Đó. Rồi mình chuẩn bị mình hạ nó xuống rồi mình đảo một vòng sông nước cho bạn xem nè. Rồi sau khi hạ em nó xuống nha các bạn, nè em nó xuống nước rồi nè. Mình xin chia sẻ các bạn một điều cho bạn biết các bạn, ở đây đường thủy nó cũng có cảnh sát giao thông các bạn, bởi vì mình muốn đi là mình vỏ máy này máy lớn là mình phải có đăng kiểm các bạn, nè mình phải có cái bằng lái này các bạn. Bằng lái chứng chỉ chuyên môn các bạn, phương tiện hạn chế đó. Này đường thủy các bạn nè. Sở giao thông vận tải nhưng mà đường thủy các bạn. Bạn chạy đường thủy bạn có bằng lái như là lái xe các bạn. Này, bằng lái nè. Tại mình bỏ trong cái coi ba cái hồ sơ đăng kiểm không biết rồi, nó đang thu tiền sĩ các bạn, cũ quá. Ít bỏ vô bóp này các bạn, nó bự quá. Mấy ông giao thông đường thủy không làm cái bằng sao mà nó bự quá các bạn, mới nhét vô bóp không được luôn các bạn. Chạy ngoe càng cuốc nha, bắt buộc bỏ vô sổ đăng kiểm các bạn. Nè. Sổ đăng kiểm nè. Đó. Số đăng kiểm là hàng năm phải đăng đóng thế chỉnh đăng kiểm một lần các bạn, chỉnh nó kiểm tra vỏ các bạn có lủng không, người máy móc phải có hư không, phức tạp tùm lum bao, mỗi năm lên chỉnh làm cái tờ khai báo rồi bạn tùm lum, kéo vỏ bạn lên bờ kiểm tra cái vỏ bạn chạy được không, máy bạn còn tốt không vậy ha. Sau khi có ok các anh đóng dấu bụp chụp hình bạn cái này thì đẹp trai chưa, tấm hình cho ba lửa nè, tấm này chụp để nước rất là nhẹ luôn ha, ở chưa. Này, máy vỏ mình nha các bạn, đăng kiểm nó chụp nè, mấy công an chụp nè. Cũng được ha. Đổ quá hết thấy cái mặt luôn các bạn. Đây, rồi. Nói chung hết từng thủ được cho thông các bạn. Muốn đi làm không chống đối ai hết, mình đi phải có đủ đầy hồ sơ mới đi ha. Rồi. Rồi, sau khi kiểm tra thành công cái anh tặng cho bạn một cái dấu này nữa. Đó. Cái dấu hình mỏ neo VS gì đó 1450 đó các bạn. Đó, đắp cái bộp cái là mình có quyền chạy thoải mái các bạn. Hết hạn 1 năm là bạn đăng kiểm trở lại nha. Đây. Đăng kiểm vào tháng 1 2020 các bạn. Nó hết năm 20 là phải đăng kiểm lại nha. Cứ năm lên lần vậy đó, đợi cho ảnh kiểm tra. Rồi vỏ máy còn đẹp trai không chạy tiếp. 6 chai thì là yêu cầu các bạn là không được chạy nữa nha. Bảo vệ môi trường các bạn. Với an toàn cái an toàn vỏ máy mình. Rồi, con áo phao nó bung lum các bạn. Đó, có áo phao mới chạy được. Không có áo phao bị phạt nữa. Rồi, mình chuẩn bị xuất phát các bạn. Rồi mình có đủ đồ cho rồi đó. Đăng kiểm bằng lái phao nè, quay các bạn nó có số nè bạn, nè bạn cái số đăng kiểm nè bạn, lên trên bờ vô vậy dạ các bạn. Đó, bạn đăng kiểm xong nó có cặp đặt cái số đó, Cà Mau 98927 các bạn, mình đã 5 căn nó cấp cho bạn cái số như là cái số xe 7 chỗ vậy đó, mà này 7 chỗ thiệt các bạn. Vỏ máy này mình chở tới 10 người lận. Này xem cái vỏ này tới 10 chỗ luôn coi này. Ha.
bây giờ mình chở nặng gì đó bởi yêu cầu đăng kiểm, nói chung cái đó cũng đúng ha, mấy anh làm gì đúng, an toàn cho cái tính mạng mình chứ không có gì, với máy móc mình còn đủ điều kiện hoạt động, với vỏ mình có lủng hay không đâu có nó nguy hiểm tính mạng, nói chung tại mình nói chơi thôi chứ anh làm gì có ok, mình rất là chịu. Nhưng mà năm nào cũng đóng thế 600 ngàn cũng ngán các bạn, cứ đăng kiểm lần là lên chảnh lại mấy anh đóng cho mấy anh 600 tiền cà phê các bạn, 600 ngàn tiền cà phê là xong, mà mình tiền nó mình thấy ngán tiền, cứ hết năm là bạn đóng lần vậy đó, 600 ngàn tiền đăng kiểm. Rồi mình chuẩn bị xuất phát nha. À, đầy đủ cái thủ tục chuẩn bị xuất phát, có gì gặp mấy anh giao thông cũng xong. Rồi mình chỉ chuẩn bị đề máy đi các bạn. Rồi đảo vòng cho các bạn đúng ngoạn sông nước các bạn. Này Kawasaki 14HP các bạn. Ê, trời ơi, tối quá các bạn, hơi khó các bạn. À, thông cảm nha, chất lượng hình ảnh không đẹp các bạn. Tại mình quay phim mình ôm, mình ôm con được các bạn, mấy con người quay nữa mình ôm cái con này, ôm con này đẹp lắm, mình ôm con chạy nó đẹp hơn, à, chạy máy quay phim không ôm được, ôm mấy con con nó đã lắm rồi, ôm là Moto GP đó nha, này nó là vỏ máy GP đó các bạn.
nặng nha. Con này chạy rất là tốc độ các bạn.
tới nhà các bạn.